Dầu 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 bã có sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Đờ Mờ Mới Gaming. Và mình là MZ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng với series bình luận cùng với mình. Đầu tiên mình thế nào nhỉ? Đau lưng quá, đéo hiểu sao dạo này có được fan nào đâu mà đau hết cả lưng anh em ạ. Khổ thật sự đấy. Nói nào nhỉ? Đầu tiên đấy, mình định vào server Nhật để chơi PK lên server. Sau đó thì tìm Bilibili 14 các kiểu, server Nhật các kiểu. Nhưng mà vào đến nơi đọc cái chữ NR với cả SR thôi, chán hẳn luôn. Hôm nay ở bên server Nhật đấy, chúng ta có một cái chế độ cực kỳ cơ bản. Đó là chế độ Classic. Đây là một cái chế độ mà anh em có thể gọi là try hard bản thân mình được. Nếu mà anh em nào cảm thấy yếu tay ấy, đúng không, còn đánh kém ấy, thì anh em nên try hard ở cái chế độ đó, giúp ích cho anh em rất là nhiều. Còn nếu một người ở cái tầm tông sư như mình rồi thì thôi anh em ạ, đẳng cấp của mình đã được khẳng định 30 năm qua rồi, cho nên là mình sẽ không cần phải try hard chế độ đó. Và mình đã chuyển sang server Taiwan. Và các bạn nhìn thấy Taiwan hiện tại đang chế độ sớm mắc nha các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ làm vài ván cùng với em Minzy nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay sau đây. Ua, vào cái tìm thấy đối thủ đầu tiên luôn, một thanh niên gọi là không sợ chết đến từ server 58. Và đây là Iori với cú bác trị nữ của mình. Zacio không có cái bất kỳ một cái lý do gì. Đến thời điểm hiện tại này, 30 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ từ chối Zacio bất kỳ một cái lần nào cả, nếu mà như có sự lựa chọn của anh. Cùng với đó là sự kết hợp của một người chị em trong ban nhạc dơ dốc, đó chính là Semiloi. Ui, Iori dị. Hợp lý nhờ. Sớm mắc cả. hợp lý. Thực sự là kèo này khá là cân. Iori dị với cả Hao Hát thì kèo khá là cân. Để nhìn xem tem bạn có ai. À, có thêm cả Zero nữa à. Có thêm Zero Samba. Xong khi tem mình thì lại đang hơi thiếu hổ à. À, có hổ, có rắn, có gấu, có rùa. Ừ, chơi luôn, chơi lớn luôn anh em. Đã thế thì lại chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn nhá. Chúng ta sẽ đặt luôn một cái tứ hồn vào đây cho nó lớn nè. Đánh cho nó phải khô máu thôi nha. Đánh là phải khô máu. Cho Kim dùng tuyệt kỹ luôn đi. Chế độ sở mắc nè các bạn. Và đó sẽ là cú Phượng Hoàng Quốc đến từ vị trí của Kim. Có Yuri kia mà không nhảy vào mà ăn vôi à. Chắc là phải có cả Diamond trong đội hình thì may ra nhờ anh em nhờ. Có lẽ đó là cái cú sở mắc đẹp nhất mà các bạn có thể nhìn thấy đến từ vị trí của Kim, Yuri với cả Diamond. Đúng không? Phượng Hoàng Phi Long Cước. Kinh này. Cả ba kết hợp, hình như là phải có cả ba trong đội hình ấy, thì may ra các bạn mới có thể nhìn thấy cái tuyệt kỹ đó. Khá đen đủ dành cho mình khi mà hai tên đầu không có một cái độc chiêu nào đến từ vị trí của Kula và Iori dị. Khá là buồn, trong khi bên kia thì độc chiêu của Áo Hát nó là liên tục. Đấy, mẹ tôi nó có sai đâu mà, tôi nhìn là tôi biết mà. Mẹ, ôi giời ơi, sao số tôi nó phổ vậy. Đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Sao số tôi nó lại khổ đến như vậy ạ. Ba tên tôi có một cái đầu chiều là đúng đau lưng quá. Má, được chơi gái hay có củ cái thứ để đau lưng nó còn đỡ đằng này. Chả được em nào vẫn đau lưng. Khổ. Ui, mẹ mày. Bên kia thì ba cái độc chiều ạ, bên mình thì em không có cái độc chiều nào luôn ạ. Thằng này mà hợp lý không nhỉ? Hợp lý vậy nhỉ? Ui giời ơi. Đéo hiểu luôn ạ. Số tôi số đéo gì thế. Còn đây thần thứ tư rồi, em mình đã biết cái độc chiêu là cái đầu mùi gì luôn ạ. Thề. Cấu thật sự ấy. Đúng là nhà em mình ba đời không có độc chiêu. À không, đời thứ tư rồi anh em ạ. Không phải ba đời nữa, nhà em mình bốn đời không có độc chiêu ạ. Sao số tôi khổ vậy. Nhà em mình bốn đời không có độc chiêu rồi. Đừng nói là năm đời không có độc chiêu thì thôi đi tom luôn anh em ạ. Vâng, nhà em mình đã 4 đời không có độc chiêu rồi. Liệu rằng cái đời thứ 5 này nó sẽ như thế nào đây? Sumi đi nhở, Sumi đang nó good. Hợp lý ấy nhở. Nào, ôi giời ơi. Nhà em mình ơi. Đéo hiểu nhà em mình kiểu gì. Đây là nhà em mình à. Nhà mình 5 đời không có độc chiêu ạ. Đáng sợ thật. Cào không chết thì thôi, xong. Ôi ôi, ôi ôi, đây có phải Chí không? Ôi ôi, nhà em Minh ạ. Yes, vẫn đủ đam anh em ạ. Good job em Minh. Nhà em Minh 5 đời không có độc chiêu. Chịu chết.
chịu chết, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai và hy vọng là sẽ cải thiện được cái chỉ số độc chiêu đến từ nhà em mình. Chứ thế này thì chết anh em ạ. Nào, đối thủ thứ hai của chúng ta lại là Leona. Leona mà đã độc chiêu nhiều lắm thì mình có sẽ vẫn lựa chọn Leona thôi. Hander không thể bỏ qua được, đúng không? Chế độ Smack à, Momoko và Kyo đều ngon như nhau các bạn ạ. Kyo có giảm nộ, Momoko thì có hồi máu. Nói chung hai thanh niên này khá là cân kẻo ấy. Terry với cả Yorizi chắc có lý do thì mình lựa chọn Terry cả. Vì Smack Terry càng ngày càng yếu đi các bạn. Ui ôi, nó cầm mất init. Nó cầm mất init 3 triệu điểm thông thạo của tôi rồi. Game hỏng rồi các bạn. Nó cầm mất init 3 triệu điểm thông thạo của mình rồi. Ok, và đây là đội hình ra sân của mình với ba rắn và một gấu. Ui, quyết luôn đến được thanh niên Cyber 46. Vẫn còn chưa biết là mình có độc chiêu hay không nữa. Khá là đáng tiếc. À đấy, anh em nhìn thấy tôi có gì khác lạ không? À, đây tôi có một cái khăn. Không phải khăn của tôi đâu, khăn của em tôi ấy. Nó khá đẹp và tôi đeo và tôi hợp. Dạo này thấy nữ tính đi nhiều. Dạo này hết men lì rồi anh em ạ. Từ ngày để tóc dài dài ấy, ai gọi tôi là cô Minh. Đấy, xong bắt đầu tôi đeo quả khăn này nữa, tí ra đường thì đích thị mọi người sẽ gọi tôi là như thế rồi. Không, như dạo này tôi thích cái gì nó nhẹ nhàng một tí, nữ tính một tí. Ngày xưa mạnh mẽ nhiều rồi anh em ạ. Rồi, đối thủ tiếp theo chúng ta đến từ server 29 với Kyo. Ở đây có Howard và Fox, Foxy kìa. Mình sẽ lựa chọn Howard đi, những tình huống chém của Howard không phải dạng vừa đúng không? Lucky Boy, tất nhiên rồi, đó sẽ phải là Lucky Boy. EZZ với khả năng câm lặng cùng với đó là hóa thân. Jun và Long Hổ, ui, biết đâu lại có cặp Long Hổ nữa thì thôi, tem bạn lại quýt luôn cho nó nhanh chứ còn cái gì nữa. Không có Long Hổ nhưng bù lại chúng ta có Miku. Thế thì kèo nó cũng vẫn là thế thôi các bạn, đúng không? Ôi ôi, kèo này thì lại chống hộ, đúng không? Mang Lucky Boy vào để nhử cho một phát nồi câu. À, tại sao mình lại dùng Lucky Boy trong tình huống này? Các bạn nhìn này. À, các bạn để ý là tại sao lại phải Lucky Boy mà không phải là mấy một trong bốn con này nhá. Vì bốn con này này. Bốn con này này, kiểu gì cũng sẽ có độc chiêu và độc chiêu nó rất thốn, nó mang lại cái hiệu ứng. Ví dụ như ở thằng Howard này nó sẽ là độc chiêu chém mất máu này, con Naku độc chiêu phá bút này, con Daisy độc chiêu có thể là biến thành Billy hay là biến thành Yorizi cũng có hộp đốt máu các kiểu ấy. Thì con kia thì mình không nói rồi. Con gì nhỉ? Robert thì mình không nói rồi. Độc chiêu đang to lắm cho nên là mình muốn nhử nó thì mình phải mang những con mà nó không có cái lượng sát thương lớn vào đây, nhưng mà nó có các bù lại nó sẽ có một cái sức chống chịu tốt. Ví dụ như kiểu là cặp đôi Zhou và gì nhỉ? Rio này, hay là một cái lượng không đam đến từ Lucky chẳng hạn, đúng không? Đó, chúng ta cứ từ từ thôi. Game đấu còn dài mà, đúng không? Mình cứ từ từ thôi, mình chả làm gì cả, đúng không? Mình đánh đúng kiểu phong cách nhẹ nhàng và tình cảm thôi, đúng không? Cứ nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Turn này nó mà đá Andy thì nó chết, đúng không? Turn này nếu mà nó dùng Andy thì nó chết. Đó, mày đá Andy mày chết toi luôn. Ôi nó thật luôn. Úi giời ơi, sai lầm rồi em ơi. Sai lầm rồi em ơi. Này mình sẽ giết đôi nó mất nhờ. Thôi kệ, đúng không? Mà đánh chay thôi. Nhà em Minh ấy, ba đời đánh chay. Anh em tôi chết. Quên, có chít xanh có khả năng hồi sinh anh em ạ. Quên, không nhớ ra rồi. Quên con chít xanh rồi. Thôi được, không sao cả. Thế này đi, đúng không anh em? Không sao cả, vẫn trong tầm kiểm soát thôi, không có gì cả. Kể cả nó có hồi sinh thì cũng thế thôi, đúng không? Mình chỉ cần giết được con mây lý này là xong rồi, đúng không? Nó không hồi sinh cơ. À có hồi sinh đây, có thanh máu đây này. Đấy anh em nhìn không, có cái thanh máu ở trên đây này. Đấy, có thanh máu đây này. Cứ tưởng là không hồi sinh mà nó vẫn hồi sinh em ạ, không sao cả, hồi sinh thì hồi sinh, đúng không? Giết được con mây lý là nó đã làm một cái gì đó, nó mang lại quá nhiều cái lợi thế của mình trong cái ván đấu này rồi. Một tình huống mây lý chết để lại quá nhiều dư chấn và tem bạn hình như không có tanh phải. Ui có con giáp tanh kìa, đấy phải để giáp lên đấy chứ. Lại tôi tưởng để giáp ra đằng sau thì tôi chém chết, để giáp đằng sau thì tôi chém chết mẹ bộ láo mà xong với chúng tôi à.
Vâng, và đó là cú smash đến từ vị trí của Giáp, cố đi nửa câu máu đến từ vị trí của Ukiyo. Momoko với lượng sát thương đó là khổng lồ. Cú đá của Jun liên hoàn trưởng, à liên hoàn cước anh nhỉ. Nào, vẫn không giết con kia. Mẹ mày, ngân lên được nộ ạ. Ngân lên được nộ nhỉ. Thực ra thì kèo này mình vẫn sốc chết nó luôn được mà. Nhở, kèo này thực ra là mình vẫn sốc chết được nó luôn mà đúng không? Cái này mình hơi sai, mình phải để con này gì kia chứ. Thôi được. À nó có hồi máu ạ, thôi kiểu gì cũng thế thôi đúng không? Kiểu gì thì cũng thế thôi, có phá bút thì sợ gì? Đúng không? Có phá bút đến từ Nakuru thì sợ gì? Đó lý do mà. Lý do mà chúng ta dùng Nakuru đấy anh em, nó làm gì còn tướng nữa. Ui giời ơi. Lại một tình huống cầm lặng sập đôi đến từ vị trí của gì nhở? Chiru nó thì chơi bời gì? Chơi bời gì em ạ? À? Quả này sao không hóa Billy nhỉ? Quả đấy mà hóa Billy thì thôi. Quả đấy mà hóa Billy thì còn cái gì mà cưỡng nữa em, đúng không? Hình như tem bạn vẫn còn một con tướng nữa thì phải. Và đó là Foxy, đúng không? Foxy, vị tướng đầu tiên khi mà trong kèo chọn với Ukiyo của mình thì vẫn nhớ đấy. Quan trọng các bạn chơi game là các bạn phải nhớ cái con tướng này các bạn pick cả tên thứ mấy. Thế nó mới kinh chứ. Các bạn không nhớ là các bạn chết. Tôi vẫn nhớ luôn. Đấy, và quýt đến thanh niên xem 29. Chả quýt thì làm sao đối đầu thế nào được với em mình. Mà nhà em mình tuy năm đời không có độc chiêu nhưng mà đánh vẫn bay lắm. Đánh vẫn hay lắm. Không thể nào mà cưỡng được đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với một game đấu tiếp theo. Và đây sẽ là một thanh niên xấu số nữa đến từ server Taiwan. Cu chấm, vâng ạ, tên là Cu chấm đến từ server 170. Jasio thổ, ui giời ơi anh ơi. Người anh em với Jasio, lại là Leona với cả kèo này phân vân nhá. Mấy game trước mình toàn cầm Leona, mình toàn thắng rồi. Mà kèo này có Nakuru. Rồi, đến Naku đi, khả năng phá bút thì nó nghe chừng nó vẫn hay hơn. Single, không có lý do gì để tôi không chọn anh cả. Đúng không? Athena rồi, phá bút tiếp tập 2. Tem mình tem phá bút anh em ạ. Tem mình tem phá bút anh em ạ. Nó chống thế nào được nhỉ? Ôi, lại còn hai anh em ạ. Ôi giời ơi, đã phá bút lại còn hai anh em nhà thổ nữa thì chống hộ thôi cái. Rugo à. Rugo à anh. Tem lại còn ba anh em nhà thổ nữa thì để xin một lần chống hộ. Game này nghe trường có vẻ thua hơi khó. Ừ thẻ các bạn luôn. Bây giờ thua được mới khó này. Mà chả nhẽ tôi làm điều khó chắc ông xem nữa. Vừa phá bút lại vừa giảm nộ. Ui ôi, đó là một trong những cái gọi là hiệu ứng CC cứng đến từ vị trí của Athena 14 trong chế độ smack này. Và các bạn có thể gọi là tận dụng được cái khả năng của nó. Ui dồi, ôi giời ơi. Mày để Rugo lên để giảm. Ây da, không có độc chiêu ấy, nó cay thế lại. Thôi không sao. Khi mà hàng dưới của chúng ta khá là khắc chế Rugo với sự xuất hiện của hai kỹ và một rùa, hai kỹ và một vệ, khắc chế cực mạnh đến từ vị trí của Rugo nên là cũng không sợ cho lắm, đúng không? Đó chỉ là một tình huống cấu đi tầm khoảng 2/5 cây máu thôi. À không, 1/5 cây máu đến từ vị trí của single thôi. Lại còn có cả hồi sinh đến từ Jasio nữa. Chưa bao giờ tôi thất vọng về Jasio trong chế độ smack này cả. Đó là một trong những con bài về tôi cực kỳ ưa thích luôn anh em ạ. Những con bài cực kỳ ưa thích. Ừ, thích vãi cả cứt luôn. Nào, cứ nhẹ nhàng thôi anh. Chả có gì phải vội cả đúng không? Chả có gì phải vội ở đây cả đúng không? Tôi chả có gì phải vội cả khi mà tôi đang cầm quá nhiều cái lợi thế ở đây, đúng không? Không cần phải dùng đến cái lối đánh nhẹ gọi slow mo đúng không? Úi giời, chết mẹ single của tôi rồi. Thằng này được, thằng này láo thật đấy. Nó giết mẹ single của tôi rồi. Tôi băm chết cha nó đi bây giờ chứ. Mẹ mày. Chết single của tôi à? Tôi băm nó. Phá bút đến từ Athena này, đúng không? Sau đó dùng Lucky này. Kèo này dùng
dùng dùng thằng này trước anh em ạ, để nó đam vào kỹ. Đó, nguy hiểm lắm. Đó, bây giờ giết thằng này. Đấy, hợp lý chưa? Đấy, bây giờ động một thằng Lugo lại nguy hiểm thế nhỉ? Mẹ tí nó nhảy vào kia thì chết tôi. Thôi được, từ từ đã, đúng không? Từ từ đã, suy nghĩ đã anh em ạ. Chỉ nghĩ kỹ đã. Mặc dù mình vẫn có nhiều lợi thế hơn nhưng mà cứ phải từ từ anh em ạ, đúng không? Từ sau Leona chém là không ổn đâu nha. Tên này thì vẫn để thổ tanh được này, đúng không? Vì nó hết tuyệt kỹ rồi. Athena như không giảm nộ được nữ đâu các bạn, đúng không? Ok. Hy vọng là con Leona chém bình thường thôi, đừng lên 9. Lên 9. Ui giời ơi, mà đừng lên 9, nó lên 9 luôn ạ. Em bất công thế nhở? Đã bảo đừng lên trí rồi, thế đéo là lại lên trí à? Game bất công thật sự anh ơi. Em đã bảo anh đừng lên trí, mà nào anh lại lên trí bao giờ? Không để anh giết em thì. Ok, còn cái đống này thì chả có gì mà phải sợ con gì nhở? Chả có gì phải sợ con Google cả anh em. Con Google cho sống đến cuối game được, đúng không? Tại sao mình lại để nói trong Google sống đến cuối game được? Thì ta mình có con đả nào đâu. Con đả mạnh nhất thì chết con mẹ rồi. Nó là con gỗ mít à. Vừa nói đừng lên trí, nó lên trí luôn. Chết hết rồi, bây giờ mình cứ đục từ từ thôi, đúng không? Bây giờ cái công việc của mình là đục và đẽo thôi. Bây giờ là tôi nghe mình chuyển sang nghề đục rồi, nghệ nhân mộc rồi. Ai, bây giờ chuyển nghề rồi anh em, chuyển sang nghề đục rồi. Đấy, thế thôi. Đấy, cứ thế thôi. Nhà em mình chuyển nghề rồi. Mình tưởng con này nó có hiệu ứng cả, con Leona nó cả hiệu ứng nó câm lặng các kiểu nhỉ? À hình như là Leona. À đâu, Athena server khác ấy. Chung là tầm này là khỏe quá rồi anh em ạ, đúng không? Sơ, lại có giảm nộ, lại ngon luôn ạ. Nào, hết tướng chưa em, đẩy con sơ mi lên. À không thèm đẩy sơ mi lên luôn ạ. Vâng ạ, chắc là an phận đến từ thanh niên sale 170 này rồi. Một tình huống người ta gọi là an phận rồi. Một tình huống người ta gọi là an con mẹ nó phận đến từ thanh niên 70 này rồi. Ui, kinh vậy. Này thì giảm nộ nào, quýt chứ còn cái gì nữa chà. Yeah, kinh không anh em, với tôi đánh hay không, đánh thế thì bọn nó chống thế nào được. Đấy, khủng khiếp thật, càng ngày tôi cảm giác mẹ tôi đánh càng ngày càng hay lên. Ok, clip này cũng khá dài rồi, xin phép tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ cho kênh NM Gaming của mình nhá. Thank you các bạn rất nhiều, thank you very much, bye bye.